Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản. Mọi người hôm nay bay xuống cần này cho mọi người xem. Đầu tiên là một cây cần carbon hiệu Seal Star ISO độc số 1, dài 3m7. 3m7 nó bị gãy một tí độc rồi mọi người, nó bị gãy một tí độc rồi. Có một mấy cái khoan người ta thay rồi nè, thay mấy cái khoan đầu rồi. Thì mọi người không ưng thì mua lại mấy cái khoan Fuji này thay vào nhé. ISO này bị gãy khoảng 5 phân thôi mọi người, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. Lắm nha. Đấy, mình cũng nói luôn là mọi người mua hàng bên mình thì vui lòng là điện thoại trực tiếp, số điện thoại bán hàng mình có ghi trên tiêu đề nha mọi người. Số điện thoại bán hàng mình có ghi trên tiêu đề 0786555599. Mọi người điện thoại trực tiếp để chốt hàng nhé. Bên mình không chốt hàng qua bất kỳ hình thức nào ngoài hình thức là điện thoại trực tiếp, số điện thoại bán hàng. Đấy. Cái cần này dài hiện tại là 3m65 này, nó bị gãy khoảng gần 5 phân thôi. Thu vào là 84 cm, độc là 0,8 ly, cân nặng là 120 g. Số 1 đây này, 390 nghìn. Số 1 390 nghìn. Số 2 là một cây cần ISO của Daiwa. Đấy, độc số 3, dài 4m. Bát Fuji FS6 nhé. Bát Fuji FS6. Đấy, cây cần này là made in China, xuất Nhật nha mọi người. China xuất Nhật, chữ Nhật này. Đấy, dàn khoan Fuji còn ok nhé. Khoan Fuji còn ok. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nhé. Cái cần này dài 4m, thu vào là 90 cm, độc là 1,4 ly, cân nặng là 160 g nhé, 160 g. Số 2 cây này 640. Số 2 640. Số 3 là một cây cần Shimano ISO nha mọi người, ISO của Shimano. Đấy, độc số 2, dài 4m, made in Indonesia này. Đấy, dàn khoan Fuji còn ok nhé. năm lóng nha mọi người. Bát Fuji FS6, cần này dài 4m, thu vào là 93 cm, độc là 1,3 ly,
cân nặng 140 gram, 140 gram. Đây là số 3. Số 3 730. Số 3 730. Số 4 tiếp tục một cái cần ISO của Suzumi nhé. ISO Suzumi carbon nha mọi người. Nãy giờ toàn cần carbon thôi, carbon thôi. Khoan Fuji còn ok này. Đấy. Đấy. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, năm rồi. ISO cần ISO khoan nhỏ. Bát Fuji Stanley LS6. Cái cần này nó bị mắc cái nắp vặn chân cần nha mọi người, mắc cái nắp vặn chân cần. Dài 5m1 này, thu vào là 1m12. Độc là 1,4 ly. Cân nặng là 220 gram. Thì cây này nha, cái này như nó bị gãy độc khoảng 2 phân, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì máy nha mọi người. Nó bị mắc cái nắp vặn chân cần nhé, mắc cái nắp vặn chân cần, mọi người về lấy cái nắp xu chế vào. Cái này cây số 4. Số 4 630. Tiếp tục là một cái cần ISO của Daiwa. ISO của Daiwa nó hơi dơ bẩn nha mọi người, về vệ sinh đi nó sạch sẽ thôi. Bát Fuji FS6 này à, đột 1.5 nha mọi người. Đấy. Đây, đột 1.5 à, made in Taiwan. Cái này dài 5m3 là nguyên bản của nó, nhưng mà nó bị gãy đầu một tí rồi. Đấy. Cái này là ISO có zoom nha mọi người. ISO có zoom này, đoạn này đoạn zoom này. Đấy, đoạn này đoạn zoom nhé. Thích thì zoom dài ra câu được, còn không thích thì không được, kéo đoạn này ra nhé. Đây. Đầu của nó thì theo như mình thấy là nó bị gãy một đoạn rồi. Dạng khoan này. Khoan Fuji. Đây, khoan Fuji, Fuji này. Còn hai cái khoan này người ta thay rồi. Đấy. Dabu người ta cũng thay đầu nhé. Ba khoang này khoang Fuji nguyên bản của nó. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Kéo cái này ra là năm lóng. Cần này á, hiện tại á, nó chỉ dài 4m7 thôi. Nếu mà không thả cái zoom ra thì dài 3m95 nha mọi người. Đây, 3m95. Đấy. À, thu vào là 1m02, độc là 1,8 ly, cân nặng là 180 gram, 180 gram nhé. Đây này cây số năm. Là số 5 nha mọi người. Số 5. Cái này 480.
số nạp 480. Số 6 tiếp tục là một cây cần ISO hãng Silstar. Đấy. Bát Fuji FX7. Này đọc số 2 dài 54. Đọc số 2 dài 54. Dàn khoan này, dàn khoan còn ok nhé, khoan Fuji còn ok hết nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng nha mọi người, sáu lóng tất cả. Cần này dài 5m4, khu vào là 1m04, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 320g, 320g nha mọi người. Cái này cây số 6. Số 6. Cây gần này 630. Số 7 là một cây cần NFT. Đấy, cây cần NFT nhé, NFT Powerlop này. Đấy, carbon Powerlop nhé, carbon nhau người. ISO đọc số 2 dài 5m4. Đấy, khoan của nó thì đây. Ok, có cái bị hơi bung bung này, về người ấn lại. Đấy, đọc thì bị thay đọc rồi nha mọi người, bị thay đọc rồi. Cái cần này mình coi như hư khoan hết và mắc đọt luôn nhé, hư khoan và mắc đọt luôn cho mọi người về thay nhé. Mình chỉ tính giá là mắc đọt và hư hết khoan nhé, tính cái phôi dưới thôi. Đây này, đọt thực ra thì nó bị gãy một đoạn đọt nên người ta nối thêm cái đoạn đọt mà thôi chứ cũng không hẳn là thay hết nhé. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng nha mọi người. Sáu lóng. Bao lốp này ok. Cái này dài 5, hiện tại đang dài 5m4, thu vào 1m04, đọt là 1,65 ly, cân nặng là 240 g. Này là số 7. Số 7 580. Số 7 580. Số 8. Đây. Số 8. Cần carbon. Đây. ISO đọc số 2 dài 54. Đây. Số 2 dài 54. Nguyên bản của nó. Mà cái cần này thì nó bị nó cũng bị hạ động một đoạn 10 phân rồi đó. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng. Sáu lắm nha mọi người. Không. Dàn khoan còn ok này. Khoan còn ok hết này. Đấy, khoan Fuji nhé.
Fuji 26. Cần này dài 5m3, thu vào 1m02, đột là 1 ly, cân nặng 240g. Đây là cái số 7. Số 7. Cần này 620. Số 8. Số 8, 620. Chính là một cái cần carbon Shimano. Cái cần này ISO khoan lớn nha mọi người. Đây, người ta cột thêm cái móc để giữ cần này. Bass Fuji này, ISO khoan lớn, đọc số 4, dài 4m5, made in China, xuất Nhật nhé. China xuất Nhật. Cái cần này thì thay đọc rồi. Đấy, mình coi như là mắc đọc đi. Thay được, người ta thay đọc thì tin rồi đây. Nhưng mà mình coi như mắc đọc đi nha mọi người. Khoan thì mình thấy còn ok. Đấy. Khoan thì chỉ có cái khoan này hư này. Đấy. Nhìn như bên này thấy một khoan này hư này. Đấy. Bị một cái khoan này hư cho mọi người. Về mọi người thay nhé. Ok. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. Bốn. Năm lóng tất cả. Đấy. Mình coi như mắc độc đi. Bass Fuji. Cần này dài 4m3, thu vào. Đấy. Hiện tại đang 4m3, thu vào là 1m05, độc là 2 ly, cân nặng 280g. 280g. Đây này cái số 9. Số 9. Mắc độc. Rồi, cây này 580. Số 10 là một cây cần carbon Ryobi. Cần súp nha mọi người. Cứng 15 và 2m7. Ryobi made in Korea, xuất Nhật nhé. Bass Fuji FS6 này. Khoan của nó đây. Đó, khoan đều ok nha mọi người. Khoan đều ok. À, có khoan này chỗ này bị nứt chỗ này xíu này, mọi người về dán xíu keo vào thôi. Ok. Cứng 15 và 2m7 nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Cần này dài 2m7, thu vào là 1m01, đột là 1,8 ly, cân nặng là 140g. Đây là cái số 10. Số 10, 480. Số 11 là một cây cần Shimano. Shimano Bass Fuji. Đấy. Độc số 2, dài 4m5 nè. Đấy. Nhưng mà theo như mình thấy ở đây á, là
ta đã thay độc rồi. Thay độc rồi nhé. Đây này thay độc rồi. Đấy. Thay độc nhưng mà độc này vẫn là độc carbon nha mọi người, vẫn là độc carbon nhé. Một lóng. Hai lóng. Đấy. Ba lóng. Bốn lóng. Đây, một. Đây. Hai power x này, carbon sắt x đấy. 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 Thay độc rồi nhưng mà người ta vẫn thay độc carbon nha mọi người, thay độc carbon. Đấy. Đúng ra là đúng ra cái này á là nó thêm hai lóng nữa cơ. Thay vì cái độc, tại vì người ta thay cái độc to. Chứ còn bình thường đúng ra là người ta thay một cái lóng với một cái độc nhỏ nữa là nó mới đủ cái mấy của nó nha mọi người, nhưng mà người ta thay luôn cái độc to rồi. Thì đúng ra cái cần này nguyên bản của nó là dài 4,5 m, nhưng mà người ta thay độc rồi giờ chỉ còn là dài 3,6 m thôi. Thu vào 1 m độc 2 ly, cân nặng là 180 g nhé. Này cái nắp vặn chân cần này, nắp vặn chân cần này, chế cái nắp xu vào đây. Ok, đây này cái số 11. Chế rồi. Rồi, cái gần này 450.000. 450.000 nha mọi người. Vì là cái này sẽ hot đây. Cái này sẽ hot. Tất cả đều carbon, carbon sắt x đây này chứ. Tiếp theo số 11. Đây. Tiếp tục là một cây cần súp nha mọi người. Đây. Bát. Cái này dài 2,7 m, chất liệu carbon nhé. Đây, bát. Fuji. Còn đẹp nha mọi người. Quan Fuji còn đẹp chứ các bạn. Đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đấy, carbon. Cái cần này dài 2,7 m này, thu vào là 1 m², độc là 2 ly, cân nặng là 220 g. Cái này cái số 11. 11. Cái này à 490.000. 11 490.000. Mười hai là một cái cần Suzumi Bát Fuji. Đấy, cái cần này thì hơi bẩn một tí, hơi bẩn hơi xước tí nha. Đấy. Độc số 2 dài 4,5 m nha. 4,5 m. Độc số 4 chứ, dài 4,5 m. Đây, nhưng mà người ta cũng thay độc rồi. Này, thay độc mất rồi nha mọi người. Thay độc rồi. Khoan này. Khoan thì mình thấy còn ok đây. Đấy, chỉ có khoảng khái chỗ này bị đứt thì người về dán keo vào. Ok. Độc người ta thay bằng độc thủy tinh, mình coi như không có cái độc này nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Cần này thay độc thành ra hiện tại nó dài tới hiện tại cái cần này dài 4,2 m, thu vào là 1,04 m, độc là 1,6 ly, cân nặng là 320 g. Đây này cây số 12. Số 12 nha mọi người. Cây này à. Ok. Cây này à.
450. 450. Cây này cây số 13. Đây, cái cần này là cần Olympic nha mọi người. Cần Olympic. Đấy. Bát Fuji FX7 này. Đấy. Century. Chất liệu carbon nha mọi người. Đây, đọt của nó đây nè. Chỗ này nó bị bung lên, mọi người về cột lại nhé. Cột lại nhựa ở chỗ này. Cột đang chữ X chỗ này là nó đẹp lắm. Lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. 4 lóng nhé. Đây. Khoan, còn ok. Đó, chỉ có chỗ này nó cái đầu bu nó bị bung chỗ này thì về người cộng lại tí thôi. Cần này dài 32. À, 32 đó là đầu bu nó bị gãy khoảng có 10 phân rồi. Đọt nó bị gãy khoảng 10 phân nhé. Dài 32, thu vào 93 cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 200 g. Cái này cái số 13. Cái này 590. 13, 590. Số 14 là cây cần Nixon. Nixon dài 3m3. Đấy. Sub. Đấy. Bát Fuji FX7 này. Ok, khoan này. Dòng khoan còn ok nhé. Khoan Fuji ok. Chất liệu carbon nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Bát Fuji FX7. Cần này dài 3m3, thu vào là 94 cm, đọt là 2,1 ly, cân nặng 260 g. 260 g nha mọi người. Đấy, mixing. Đây, cây số 14. Cây này à. 590. Số 15 là một cây cần carbon 3m, cần súp nha mọi người. Đấy. Khoan của nó thì cái bát của nó thì đây. Nó cũng bị bung rồi, cột lại rồi đây nha mọi người. Bị bung rồi, cột lại. Mọi người về cột keo lại nhé. Bát Fuji FX6 này. Đấy, cần này thì ngoại hình nó hơi bị cũ một tí. Mà không sao, chất liệu là carbon nha mọi người. Đồng này. Đây. Khoan. Dàn khoan nhìn ok chưa? Khoan Fuji nhé. Đọt này. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Rồi, dài 3m này, thu vào là 1m12, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 160 g. 160 g. Cây này cây số 15. 15. 420.000. 15 420.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì vui lòng là điện thoại trực tiếp, số điện thoại bán hàng mình có ghi ở trên tiêu đề là số 0786 555599, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng thì trước khi nhận hàng phải kiểm tra hàng cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người.
có gì thì báo cho bên mình ngay trước khi nhận hàng để giải quyết luôn. Mình sẽ không giải quyết những vấn đề mà mọi người cứ không xem hàng xong rồi nhận hàng báo cho mình là bị này bị kia, là mình giải quyết cho nhau. Cảm ơn mọi người rất nhiều.